Vâng, xin chào anh em. Mới đây thì chuyên gia phân tích Minh Chi Kyo, người thường xuyên đưa ra những cái nhận định chính xác về các sản phẩm của Apple, đã tiết lộ cho báo chí về chiếc MacBook Pro 16 inch của năm 2009. Vâng, Apple vừa có một năm không mấy gì vui vẻ với MacBook Pro 15 2018. Vì vậy thì phiên bản tiếp theo hứa hẹn sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị đấy. MacBook Pro hiệu năng cao thế hệ tiếp theo được dự kiến sẽ có màn hình có kích thước là 16 inch hoặc là 16,5 inch. Dựa trên những cái tấm hình render thì chúng ta sẽ có một màn hình siêu mỏng. Thực ra thì đây cũng không phải là một cải tiến gì đó quá lớn đến mức chúng ta phải trầm trồ khen ngợi. Wow! Mà đây là điều Apple nên làm và phải làm. Bởi vì laptop Windows, từ laptop multimedia cho laptop gaming đã được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế này hết cả rồi. Điều đó khiến cho ngôn ngữ thiết kế của MacBook Pro từ năm 2018 đổ lại dần trở nên lạc hậu hơn và Apple bắt buộc phải thay đổi thôi. Vậy thì lý do vì sao Apple lại quyết định nâng kích thước màn hình lên là 16 inch, 16,5 inch chứ không phải là 15 inch truyền thống? Lý do là bởi giới hạn tản nhiệt. Những dòng MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ có viền màn hình siêu mỏng. Điều đó cũng đồng nghĩa việc là form máy, kích thước tổng thể của máy sẽ bị thu gọn lại và nó dẫn đến việc là khiến cho vấn đề tản nhiệt lại càng trở nên chật vật hơn. Vì vậy thì thay vì giữ kích thước màn hình là 15 inch truyền thống, Apple quyết định nới rộng màn hình lên là 16 inch hoặc là 16,5 inch để giúp cho máy có nhiều không gian hơn cho hệ thống tản nhiệt. Thực ra thì MacBook Pro 16 inch cũng không phải là chiếc MacBook Pro có kích thước màn hình lớn nhất từ trước này của Apple rồi nhá. Năm 2012 thì chúng ta đã có MacBook Pro 17 inch với cân nặng tận hơn 3kg cơ. Nhưng mà sau đó thì Apple đã quyết định hủy bỏ phiên bản này bởi vì nó quá nặng, mất đi tính tiện dụng là điều mà Apple đang hướng đến. Và mình kỳ vọng rằng với thiết kế cũng như công nghệ hiện tại, Apple sẽ làm bất ngờ người dùng với một phiên bản MacBook Pro 17 inch. Bởi vì dù sao thì với kích thước 15 inch hiện tại, Apple đang rất là lãng phí sức mạnh của phần cứng. Mà khi chúng ta nhìn sang laptop Windows đi thì rất là nhiều những mẫu máy cũng được nâng lên kích thước là 17 inch, những mẫu laptop gaming 17 inch. Và hy vọng rằng Apple cũng sẽ làm như vậy. Và ok, viền màn hình mỏng, kích thước 16 inch, 16,5 inch. Đó chính là tất cả những thông tin mà ông Kuo đem đến chúng ta. Và mặc dù ông không đưa ra những thông tin gì thêm, nhưng mà mình nghĩ rằng những chiếc MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ cần phải cải thiện những cái điều sau đây. Một số những cái điều còn tồn đọng ở phiên bản hiện tại. Điều đầu tiên, đó chính là vấn đề điều khiển quạt gió. Thực sự là việc điều khiển quạt gió tự động ở trên MacBook nó rất là dở và bị rất là nhiều người ca thán phản nàn. Cụ thể thì khi nhiệt độ lên rất cao, trên 90 độ rồi, nhưng mà quạt gió nó vẫn cứ quay từ từ với tốc độ khoảng là 2.000 cho đến 3.000 vòng trên phút, trong khi nó có thể đạt max ở tốc độ 8.000 cơ mà. Còn như khi mình không làm tác vụ nặng ấy, thì thỉnh thoảng quạt gió lại cứ quay ầm ầm. Thực sự là không hiểu luôn. Bực mình hơn nữa khi mình đã dùng phần mềm và điều khiển thủ công set quạt max rồi, nhưng mà hệ thống vẫn không nghe theo. Đây là vấn đề rất là cơ bản mà chả hiểu sao Apple vẫn chưa thể làm tốt được. Hoặc là nếu mà không để quạt chế độ auto chạy tốt được ấy, Apple nên tích hợp một cái phím cứng ở ngay trên bàn phím để giúp cho người dùng có thể tự động tùy chỉnh quạt bằng tay. Ngoài ra thì mình thấy rằng Apple nên cân nhắc đến việc là trang bị quạt gió 12V giống như cách mà laptop Windows đang làm với những sản phẩm gaming cao cấp của mình. Nó hơi ổn một chút, nhưng mà hiệu quả tản nhiệt thì ba cháy luôn. Rồi, khi đã giải quyết xong vấn đề tản nhiệt thì mình hy vọng rằng MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ được nâng cấp về phần cứng mạnh mẽ hơn. Phần cứng hiện tại của MacBook Pro thực chất không hề mạnh một chút nào. Các đồ họa Radeon 560X nó chỉ nhỉnh hơn khoảng GTX 1050 một chút thôi. Khi mà mình edit video 4K của ThinkView bằng Premiere, cho thêm các hiệu ứng từ AI vào là máy bắt đầu có hiện tượng giật lag và thỉnh thoảng lại bị crash văng ra khỏi màn hình. Vì vậy thì nếu phần cứng được nâng cấp, cậu việc là hệ điều hành macOS tối ưu rất là tốt nữa, thì MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ là chiếc máy rất là tốt dành cho những người làm sáng tạo. Viền màn hình tuyệt đẹp này, cấu hình khủng thì làm gì còn điều gì để chê nữa đúng không anh em? Và bên cạnh MacBook Pro 16 inch thì chúng ta cũng có MacBook Pro 14 inch mỏng hơn, cấu hình cơ bản hơn và giá thì cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều nữa. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế mới với viền màn hình siêu mỏng. Đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn của đông đảo người dùng hơn. Vì vậy thì nếu mà anh em nào đang có dự định nâng cấp lên MacBook Pro thì hãy chờ đợi một khoảng thời gian nhá, vài tháng thôi. Bởi vì những dòng MacBook Pro 2019 được dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện WWDC được diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.